chào quý vị và các bạn. Cuộc xung đột diễn ra ngày một khốc liệt tại mặt trận Aleppo nói riêng và Syria nói chung đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông thế giới, khi nó trở thành cái cớ để các bên tuyên bố cho một cuộc chiến khác, cuộc đối đầu Nga-Mỹ. Trong khi Mỹ ngầm hậu thuẫn cho phe nổi dậy với mục đích lật đổ chế độ Assad tại quốc gia chiến lược vùng Trung Đông, thì Nga với tư thế chính danh hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Assad để tiêu diệt các nhóm đối lập mà họ gọi là khủng bố tại Syria. Cuộc giằng co này thật không may vẫn chưa đến hồi kết, nên người dân Syria, đặc biệt là tại Aleppo, vẫn đang mắc kẹt trong nỗi thống khổ tận cùng. Mới đây, hy vọng về việc các cường quốc thế giới có thể đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 5 năm qua, một lần nữa đã bị dập tắt khi cuộc họp giữa các quan chức ngoại giao Nga-Mỹ và một số quốc gia liên quan đã kết thúc mà không đạt được bất cứ tiến triển nào. Cuối ngày 15 tháng 10, rạng sáng 16 tháng 10, Mỹ, Nga và một số quốc gia liên quan đã kết thúc hơn 4 giờ họp về Syria tại Thụy Sĩ mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận hay bước đi cụ thể nào để chấm dứt cuộc khủng hoảng Syria, cụ thể hơn là thành phố chiến lược Aleppo. Đây là cuộc đàm phán đầu tiên về Syria kể từ khi Mỹ tạm dừng đàm phán song phương với Nga về thỏa thuận ngừng bắn ở Syria hồi đầu tháng 10 vừa qua. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga ngày 16 tháng 10 tuyên bố tất cả các bên tham gia cuộc đàm phán đã nhất trí rằng chỉ có người Syria mới quyết định được tương lai của họ thông qua tiến trình đàm phán có sự tham gia của tất cả các thành phần và quốc gia Trung Đông này cần duy trì sự thống nhất và thế tục. Ngay sau thất bại tại Lausanne, đại diện Mỹ-Anh đã nhóm họp tại London ngày 16 tháng 10. Lần này, họ không đưa ra được giải pháp ngoại giao, thay vào đó cho biết đang cân nhắc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Mỹ John Kerry tại London, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson nhấn mạnh hai nước và các nước đồng minh phương Tây khác như Đức, Pháp đang xem xét những đề xuất về trừng phạt đối với Tổng thống Bashar al-Assad và chính phủ Syria. Mỹ, Pháp và Anh gần đây cho rằng chế độ Assad và Nga có thể đã phạm tội ác chiến tranh tại Aleppo. Có rất nhiều biện pháp mà chúng tôi dự định thực hiện với các lệnh trừng phạt gia tăng đối với chế độ Assad và những người ủng hộ họ. Các biện pháp nhằm buộc họ phải có trách nhiệm cho những tội ác chiến tranh trước tòa án hình sự quốc tế. Những điều này rồi sẽ phải đến để trả giá cho những tội ác và họ nên nghĩ về điều này ngay từ bây giờ. Về phần mình, Ngoại trưởng John Kerry cũng cho biết Mỹ và Anh đang thảo luận về mọi cơ chế có sẵn cho các lệnh trừng phạt bổ sung đối với chính quyền Damascus và Tổng thống Mỹ Barack Obama không loại trừ bất cứ lựa chọn nào. Ngoại trưởng Mỹ một lần nữa hối thúc Nga, Iran phối hợp với các nỗ lực quốc tế để cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân vùng chiến sự ở Syria. Đó là thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất kể từ sau Thế chiến II. Nó có thể chấm dứt ngay ngày mai hay thậm chí hôm nay, nếu Nga và chế độ Assad có thể cư xử theo bất kỳ chuẩn mực quốc tế nào, nhưng họ đã chọn không. Thay vào đó, chúng tôi nhận thấy những gì có thể gọi là tội ác chiến tranh chống lại loài người diễn ra trong những ngày qua. Pháp, một đồng minh khác của Mỹ tại châu Âu cũng đã lên tiếng. Tổng thống Pháp François Hollande đã tỏ ra nghi ngờ về mục đích chuyến thăm Pháp của Tổng thống Putin do hai bên có những bất đồng về giải pháp cho Syria. Sau đó, Tổng thống Nga đã hủy chuyến thăm Paris, dự định diễn ra vào ngày 19 tháng 10 tới. Nga đã chọn thái độ tắc trách và từ quan điểm của chúng tôi, điều đó là vô lý. Nhưng vì Nga là một nước lớn và bởi lịch sử đã ban cho họ những trách nhiệm nhất định và bởi chúng ta có mối liên quan, nên Pháp kêu gọi Nga chịu trách nhiệm kết thúc các vụ thảm sát. Chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại với người Nga và lãnh đạo của họ, nhưng không vô ích, mà là tiến về phía trước, giải cứu Aleppo, thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn và tìm một giải pháp hòa bình. Trong khi các nỗ lực ngoại giao để thúc đẩy giải pháp cho Syria tiếp tục bế tắc, thì tình hình tại Aleppo đang ngày một xấu đi. Liên Hợp Quốc cảnh báo các kho dự trữ lương thực, năng lượng và thuốc men đang dần cạn kiệt. Tổng thống Syria al-Assad cam kết sẽ kiểm soát lại thành phố Aleppo, một mục tiêu mà ông cho rằng sẽ là đòn bẩy để tiếp tục giải phóng các khu vực còn lại của Syria. Sau những thất bại trên bàn nghị sự, Mỹ và phương Tây đang tìm cách áp đặt các lệnh trừng phạt lên chế độ Assad và người hậu thuẫn họ là Nga liên quan đến khủng hoảng Syria. Những căng thẳng xung quanh quốc gia Trung Đông này thậm chí đã tác động đến cả mùa bầu cử Mỹ khi giới chức Mỹ cáo buộc tin tặc Nga tấn công mạng nhằm vào Đảng Dân Chủ. Hãng tin NBC News trích dẫn nguồn tin mật cho hay, Cục Tình báo Trung ương Mỹ đã nhận được yêu cầu cung cấp các phương án để Nhà Trắng thực hiện một chiến dịch tấn công mạng diện rộng, bí mật nhằm đáp trả việc tin tặc Nga tấn công hệ thống máy tính bầu cử Mỹ.
Thậm chí, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 14 tháng 10 xuất hiện trên một chương trình truyền hình tuyên bố Washington đang gửi thông điệp tới Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng sẽ đến lúc chúng tôi phải lựa chọn và trong trường hợp đó, nó sẽ gây ra những tác động mạnh mẽ nhất. Đáp lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã có những động thái mạnh mẽ không kém. Tại cuộc họp báo bên lề hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế lớn mới nổi BRICS diễn ra ở bang Goa, Ấn Độ hôm 16 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có phát biểu công kích Mỹ có lẽ là mạnh mẽ và toàn diện nhất cho đến nay, khi ông kết tội Mỹ đã dựng Nga thành kẻ thù để lái dư luận Mỹ khỏi các vấn đề của đất nước. Trước hết, ông Putin bác bỏ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Tôi muốn mọi người bình tĩnh, chúng tôi không định gây ảnh hưởng tới tiến trình bầu cử Mỹ. Tổng thống Nga đồng thời chỉ ra rằng những cáo buộc như vậy chỉ xác nhận rằng Washington sử dụng tấn công mạng cho mục đích chính trị. Những gì mà Phó Tổng thống Mỹ nói có gì mới? Chúng ta chẳng phải đều đã biết rằng chính quyền Mỹ đang do thám và nghe lén tất cả mọi người sao? Mọi người đều biết và nó đã không còn là bí mật nữa rồi. Có rất nhiều bằng chứng. Điều mới mẻ duy nhất là lần đầu tiên nước Mỹ đã công nhận ở cấp cao nhất. Trước hết, họ tự tiến hành các cuộc tấn công mạng. Và thứ hai, đe dọa đến nước Nga ở mức độ nào đó. Điều mà tất nhiên là trái ngược với các chuẩn mực của thông tin liên lạc quốc tế. Thêm vào đó, Tổng thống Putin cho biết Moscow không tìm kiếm sự đối đầu với Washington. Nếu ai đó muốn đối đầu, đó không phải là sự lựa chọn của chúng tôi. Chúng tôi không muốn như vậy. Ngược lại, chúng tôi muốn tìm kiếm tiếng nói chung để cùng nhau đối phó với những thách thức toàn cầu mà Nga, Mỹ và thế giới đang phải đối mặt. Nhà lãnh đạo nước Nga cũng nhấn mạnh đường lối đối ngoại của Nga là sẽ hợp tác với bất kỳ nhà lãnh đạo Mỹ nào sẵn sàng hợp tác với nước Nga. Ngược lại, nếu phía Mỹ không muốn, thì Nga cũng không cần. Cũng trong sự kiện truyền thông quan trọng tại Ấn Độ, Tổng thống Putin khẳng định không phải vấn đề Syria đã làm thay đổi thực trạng mối quan hệ của Nga với Mỹ, mà thực chất quan hệ Nga-Mỹ thay đổi chính bởi những mưu toan áp đặt ý kiến chủ quan của một phía cho toàn thế giới. Theo ông Putin, về mặt nguyên tắc, phương Tây không thích chính sách độc lập của nước Nga. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga bày tỏ hy vọng mối quan hệ của Moscow với Washington có thể được cải thiện sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 8 tháng 11 tới. Cuộc đối đầu giữa Nga và Mỹ trên nhiều mặt được dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp ngay cả trước và sau kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cuộc chiến khác thực sự trên chiến trường. Sáng nay 17 tháng 10, Thủ tướng kiêm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq thông báo chính thức bắt đầu các chiến dịch giành lại quyền kiểm soát thành phố Mosul ở miền Bắc từ tay tổ chức Hồi giáo IS. Cuộc tấn công Mosul được xem là trận đánh quy mô nhất, được chuẩn bị công phu nhất của chính quyền Iraq trong nhiều năm qua, nhằm giành lại thành trì quan trọng nhất, lớn nhất và cũng là cuối cùng đang nằm trong sự kiểm soát của IS. Nếu chiến dịch thành công, IS có thể mất đến phân nửa lãnh thổ chiếm được ở miền Bắc, Iraq, kể từ năm 2014. Phát biểu trên truyền hình Iraq, Thủ tướng Haider al-Abadi tuyên bố thời điểm chiến thắng đã đến và các chiến dịch giải phóng Mosul khỏi bạo lực khủng bố của IS đã bắt đầu. Ông Abadi cũng cho biết lực lượng dẫn đầu chiến dịch giải phóng là quân đội Iraq cùng với cảnh sát quốc gia. Thời điểm để chiến thắng đã đến và chiến dịch giải phóng Mosul đã bắt đầu. Hôm nay tôi tuyên bố bắt đầu chiến dịch giải phóng người dân khỏi bạo lực và khủng bố do IS gây ra. Tất cả các tôn giáo hãy đoàn kết lại với nhau, chúng ta sẽ đánh bại IS để xây dựng lại thành phố Mosul thân yêu. Cùng với quân đội chính quy của Iraq dẫn đầu trận đánh Mosul, đội quân mạnh mẽ người quốc Peshmerga cũng đóng vai trò then chốt. Lực lượng người quốc đang siết chặt Mosul từ phía đông, bắc và tây Mosul, trong khi quân đội Iraq tiến vào thành phố từ phía nam. Tất nhiên, cuộc tổng tấn công này cũng không thể thiếu sự yểm trợ từ trên không của Mỹ. Chúng tôi sẽ giải phóng lần lượt các vùng đất trên đường tiến vào trung tâm thành phố. Chúng tôi đã từng một lần đánh bật IS ra khỏi Mosul, dù lúc đó chúng đang khá mạnh. Trong khi bây giờ IS đã suy yếu đáng kể, chúng tôi đã chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng cho trận chiến này. Ước tính khoảng 30.000 quân đã được huy động vào trận chiến cực kỳ quan trọng này. Quân đội Mỹ cho hay, tại Mosul hiện có khoảng từ 3.500 đến 5.000 tay súng đang chiến đấu cho IS. Còn theo các nguồn tin ủng hộ IS, con số này là khoảng 7.000. Để chuẩn bị cho kế hoạch tái chiếm Mosul từ tay IS, những ngày qua, quân đội Iraq đã chuyển xe tăng, pháo cối và pháo tới khu vực ngoại vi phía đông của thành phố chiến lược này.
Theo truyền thông sở tại, vũ khí hạng nặng đã được di chuyển từ Khyber, phía tây thành phố Erbil ra tiền tuyến. Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Iraq cũng như lực lượng Mỹ cũng đã có mặt tại Khyber. Quân đội Iraq cũng đã cho thả hàng chục nghìn tờ rơi có nội dung kêu gọi cư dân bên trong thành phố lớn thứ hai này không nên hoảng sợ và khuyên họ tránh xa những vị trí của IS và ở yên bên trong nhà. Nhờ ơn đấng tối cao, chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc chiến tổng lực chống khủng bố lần này. Các trang thiết bị cũng đã được trang bị đầy đủ. Những người anh em của chúng tôi cũng sẽ tham gia trận đánh lớn nhằm quét sạch bóng IS khỏi Mosul. Nhiều tháng nay, các lực lượng đồng minh và quân đội Iraq đã siết chặt vòng vây tại Mosul, thành phố lớn thứ hai và là thành trì chủ chốt của IS tại Iraq. Mới đây, liên minh đã giành lại những vị trí chủ chốt xung quanh Qayyara, thị trấn nằm cách Mosul khoảng 60 km về phía nam, mở màn cho chiến dịch tấn công lớn cuối cùng vào thành trì của IS ở miền bắc Iraq này. Nếu chiến dịch tái chiếm Mosul thành công, lực lượng chính phủ Iraq có thể thu hồi một nửa diện tích mà IS đã chiếm giữ ở miền bắc nước này kể từ tháng 6 năm 2014 đến nay. Tuy vậy, đó chắc chắn không phải là một trận đánh dễ dàng, có thể kéo dài nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, nhất là khi IS cũng đang căng hết sức để chuẩn bị cho trận đánh sống còn đã đạt được biết trước. Một số thủ lĩnh người quốc còn nhận định trận chiến sẽ kéo dài ít nhất 3 tháng và có thể sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới từ trước đến nay. Mosul, thành phố cổ đã gần 3.000 năm tuổi, là thành trì quan trọng nhất và cũng là thành trì cuối cùng IS đang thống trị tại Iraq. Dù IS muốn thành lập một nhà nước Hồi giáo trải dài, song thực tế thì tổ chức khủng bố này đang bị thu hẹp đáng kể diện tích kiểm soát trong vòng 2 năm qua, nhất là tại Iraq, nơi IS đã bị quét khỏi các thành trì quan trọng như Tigris, Ramadi và Fallujah. IS cũng đang mất dần lãnh thổ ở Syria. Với người dân ở các khu vực bị IS chiếm đóng, việc lực lượng này đang dần bị suy yếu là một tín hiệu đáng mừng. Tại thủ đô Baghdad, Iraq, không ít người bày tỏ hy vọng chiến dịch của quân đội Iraq sẽ giành thắng lợi, cho rằng đây sẽ là biểu tượng của chiến thắng hoàn toàn trước chủ nghĩa khủng bố ở Iraq và là cơ hội để giải quyết những mâu thuẫn giữa cộng đồng người Shiite và Sunni. Tất cả người dân Iraq đang chú ý theo dõi chiến dịch quân sự giành lại thành phố Mosul, nơi được coi là pháo đài cuối cùng của IS. Mosul được giải phóng có nghĩa là Iraq đã thành công trong việc đánh bại tổ chức khủng bố này. Là người dân Iraq, tôi rất trông đợi chiến dịch sẽ sớm thành công. Tôi cho rằng điều này có thể giúp thống nhất đất nước và giải quyết được những vấn đề chính trị tại quốc hội. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng giành lại Mosul không có nghĩa là đã tận diệt được chủ nghĩa khủng bố ở đất nước Trung Đông này. Chúng ta có thể nói rằng chúng ta gạt bỏ được mối đe dọa từ IS khi giành lại Mosul, thủ phủ của Nineveh, nhưng chúng ta chưa thể hoàn toàn tận diệt chủ nghĩa khủng bố khi vẫn còn những người hỗ trợ khủng bố về mặt tài chính, vật chất hay chính trị. Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng chỉ ra rằng chiến dịch giành lại Mosul có thể khiến hàng triệu người mất nhà cửa, gây ra thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất, khiến đất nước càng khó khăn trong việc tái định cư cho những người tị nạn. Việc người dân tháo chạy khỏi Mosul cũng làm dấy lên lo ngại các phần tử khủng bố có thể trà trộn trong số họ để đến những phần lãnh thổ khác của Iraq và gây bất ổn. Và đó cũng chính là những gì mà Liên Hợp Quốc đang lo ngại. IS hẳn sẽ ẩn náu trong các khu dân cư, đưa thường dân ra làm lá chắn sống trước bom đạn từ đối thủ. Mosul có thể sẽ phải đối mặt với một trong những thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất của nhân loại. Ước tính có khoảng 1,2 đến 1,5 triệu người sinh sống ở Mosul. Khoảng hơn 1 triệu người có thể phải rời bỏ nhà cửa bởi cuộc giao tranh sắp tới. Và chúng tôi ước tính ít nhất 700.000 người sẽ cần hỗ trợ chỗ ở, thức ăn, nước uống. Một bài học chúng ta đã rút ra ở Fallujah, đó là IS sẽ không chần chừ sử dụng dân thường làm lá chắn sống. Vì vậy, chúng ta phải làm hết sức có thể để giảm thiểu thương vong của dân thường. Một rắc rối khác nữa là việc Thổ Nhĩ Kỳ đang đòi tham gia chiến dịch giải phóng Mosul, bất chấp sự phản đối của chính phủ Iraq. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố Iraq không thể đơn độc đánh bật IS khỏi Mosul và rằng sự hiện diện của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở một căn cứ gần đó là nhằm đảm bảo đập tan các vụ tấn công khủng bố vào Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc khủng hoảng quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq trở nên trầm trọng hơn vào cuối năm ngoái, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ đưa quân vào thị trấn Bashika, nằm gần thành phố Mosul do IS chiếm đóng. Hành động đó của Thổ Nhĩ Kỳ vấp phải sự lên án và chỉ trích gay gắt của chính quyền Iraq. Dư luận khu vực lo ngại, cuộc khủng hoảng quan hệ ngoại giao giữa hai nước có thể kéo theo những tác động bất lợi nghiêm trọng đối với cuộc chiến chống IS mà cả hai nước đều cùng tham gia. Khi Mosul được giải phóng, bài toán tiếp theo được đặt ra là làm sao để phân biệt được đâu là những tay súng của IS và đâu là người dân tháo chạy vì lo sợ chiến tranh. Theo đánh giá, những nhiệm vụ này có thể còn khó hơn nhiều việc chiến đấu để giành lại Mosul.
cuộc chiến chống khủng bố tại Trung Đông vì thế vẫn còn lắm gian nan. Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.